Trong dịp nghỉ Tết Dương lịch, một du khách vào một nhà hàng có slogan ngon từ chất, thật từ tâm, gọi hai suất cơm, mỗi suất một đĩa cơm và một đùi gà và một đĩa thịt heo rừng dài lát. Sau đó, người này phải trả từ 495.000 đồng cho đĩa thịt heo và 398.000 đồng cho hai đĩa cơm gà, một chai nước suối. Theo chia sẻ, khách hàng tên N cùng bạn vào một nhà hàng trên để ăn uống. Tại quán, chị N gọi hai suất cơm gà, mỗi suất gồm có một đĩa cơm và một đùi gà, một đĩa thịt heo, được giới thiệu là thịt heo rừng và một chai nước suối. Khi ăn xong, chị N gọi thanh toán, chủ quán đã thu tổng cộng 905.000 đồng. Trong đó, đĩa thịt heo với những lát thái mỏng có giá 495.000 đồng và đĩa cơm 199.000 đồng một đĩa. Quá bức xúc, chị N đã đăng tải lên mạng xã hội. Sau khi cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, chủ cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống thừa nhận có bán đồ ăn và thu tiền đúng như thông tin du khách phản ánh trên mạng xã hội. Đoàn kiểm tra liên ngành lập biên bản và xử phạt chủ quán 7 triệu đồng về hành vi bán hàng không đúng với giá niêm yết, đồng thời yêu cầu chủ quán ký cam kết không tái phạm.